Hoa Lai Quang xin chào cô chú. Hôm nay là ngày 17 tháng 3 năm 2019. Và ngày hôm nay thì cũng xin giới thiệu với các cô chú một số chậu Mỹ Dung Dạ Hương. Và cái dòng này thì rất là xuyên hoa cô chú. Tên của nó là Mỹ Dung Dạ Hương. Và sau đây con sẽ giới thiệu với các cô chú một số hình cây của nó. Và hiện tại bên con đang bán đồng giá với giá tiền là 180.000 một giò, từ 2 đến 3 thân trở lên nha cô chú. Và tất cả đều là mặt hoa sổ, không biết mặt hoa. Tại vì cái dòng này nó tới 6-7 mặt hoa khác nhau luôn cô chú. Đây cô chú, đây là một số hình cây của nó nè. Rễ bám rất là tốt luôn cô chú. Này, rễ ra rất là tốt luôn. Và giá của nó là 180.000 một giò. Đây là hàng lá nha cô chú. Tại vì nó rất là xuyên hoa, nên mình về mình giữa mình xịt B1, mình kích bông rồi lên là sẽ ra hoa ngay thôi cô chú. Nó từ hai thân. Và giá của nó chỉ là 180.000 một giò thôi. Cây rất là đẹp luôn. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804. Địa chỉ vườn lan của con, phường 4, Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và Hoa Lai Quang Minh xin chào cô chú.